vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang có những bước phát triển toàn diện từ đời sống, kinh tế, xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy, vùng dân tộc thiểu số cũng chứng kiến những bước chuyển trong tư duy, nhận thức của mỗi người dân. Thay vì trông chờ ỷ lại vào các nguồn lực bên ngoài, người dân tộc thiểu số đang ngày càng chủ động, tự tin, sáng tạo và nỗ lực tạo ra những thành quả trên chính bản làng quê hương mình. Ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, dừa là cây trồng quen thuộc. Vậy nhưng công việc của người nông dân trên những ngọn dừa này thì lại đang rất mới mẻ. Công việc này được anh Thạch Thanh Tâm, một người nông dân Khmer, gọi là massage cho hoa dừa. Mỗi ngày người nông dân như anh làm như vậy ít nhất 2 lần. Công việc cho thành quả là những dòng mật hoa dừa. Anh Tâm từng nhiều năm đi bôn ba làm ăn xa, nhưng giờ ngay trên chính quê hương anh đã có được cho mình một công việc ổn định. Làm đây thấy lương nó cũng ổn định, lương cũng được 5 triệu mấy đủ trang trải gia đình. Bữa nào cũng là leo lên là dòm bông, thấy mình massage mình thấy lấy mặt được, thấy rất là vui mừng. Đó là thay đổi của anh Tâm cùng hàng chục công nhân ở đây được tạo ra bởi cô gái người Khmer Thạch Chanh Thi. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Khmer này, Chanh Thi đã chứng kiến những vất vả nhọc nhằn của người nông dân quê mình. Trong khi đó, cây dừa vốn là cây trồng chính ở đây, nhưng bao năm chẳng thể giúp bà con khấm khá. Vốn là thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm, điều ấy luôn khiến Chanh Thi trăn trở để tìm ra con đường phát triển cho quê hương phong sóc của mình. Năm 2017-2018 là giá dừa nó xuống trầm trọng luôn. Giống như vườn của nhà mình đi là kêu thương lái vào mua nhưng mà họ không có vào. Tại vì cái giá mà thuê người để hái dừa á, nó còn cao hơn mà giá bán được cái trái dừa nữa. Chính vì thế mình mới suy nghĩ là mình là bên nguyên dân nghiên cứu thì mình phải tìm hiểu làm sao mà để từ cây dừa đó mình gia tăng giá trị kinh tế cho cây dừa. Thì mình mới tìm hiểu được thế giới ngoài việc trồng dừa thu trái, người ta còn có trồng dừa thu mật. Thu trái. Ý tưởng đó cộng với tiềm năng từ vùng dừa ở quê hương, Chanh Thi đã cùng với chồng, anh Phạm Đình Ngãi quyết định nghỉ việc ở thành phố, về quê bắt đầu mô hình khởi nghiệp, phát triển trang trại chăm sóc dừa theo hướng hữu cơ để thu mật. Do kiến thức và kinh nghiệm của mình về ngành này là hầu như là không có và bắt đầu từ con số 0. Và những kiến thức đó phải được tìm hiểu thông qua những bài báo khoa học của Philippines hoặc Indonesia và mình áp dụng vào thực tế thì thời gian đầu là mình phải thử sai rất là nhiều lần, thử sai thì từ những cái quá trình thử sai đó mình đúc kết kinh nghiệm thì mới ra được cái thành quả như ngày hôm nay. Sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã cho vợ chồng Chanh Thi những dòng mật ngọt. Giờ nông trại dừa rộng 2 hectare này, mỗi tháng cho thu hoạch khoảng 15 tấn mật hoa dừa tươi. Nguyên liệu sau đó được trang trại Sóc Farm chế biến, sáng tạo thành nhiều dòng sản phẩm mật hoa dừa khác nhau. Mô hình đang tạo ra giá trị khác biệt, dành nhiều triển vọng cho những cây dừa vốn quen thuộc ở vùng đất này. Nếu như trước đây một hoa dừa có thể cho 10 trái, mang lại thu nhập 50.000 đồng, thì giờ một hoa dừa này có thể cho thu 25 lít mật, giá trị 250.000 đồng. Với hiệu quả mang lại, Chanh Thi cùng chồng định hướng sẽ mở rộng liên kết để nhân lên những trái ngọt cho nhiều nông dân khác ở vùng đồng bào Khmer này. Mình liên kết với 8 nông hộ và tương lai sẽ không dừng lại ở 8 nông hộ đó nữa. Mà mình có mong muốn là năm sau mình sẽ nâng lên khoảng là 100 nông hộ. Và công nhân của mình cũng nâng lên khoảng là 60-70 người. Thật ra khi mà khởi nghiệp là nó rất là nhiều khó khăn, nhưng mà cần phải có những cái động lực để giúp mình đi tới thành công như hôm nay. Thí dụ chú đây thì chú bảo là được leo cây dừa mỗi ngày là niềm hạnh phúc của chú, tại vì nó nuôi được cả gia đình của chú. Còn những chị công nhân thì bảo là làm ở đây chị nuôi được cả gia đình của chị, thì đó chính là niềm hạnh phúc và chính là cái tự hào của mình. Đó.
Sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã giúp cô gái Khmer Chanthi và dòng sản phẩm từ mật hoa dừa được trao giải thưởng Lương Định Của năm 2021. Năm 2021, Sóc Farm cũng trở thành doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam đoạt giải thưởng doanh nghiệp châu Á ở hạng mục doanh nghiệp phát triển bao trùm. Trái ngọt của cô gái Khmer này cũng đại diện cho nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số hôm nay. Họ với sự chủ động, tự tin, sáng tạo của mình đã và đang khai phá những tiềm năng thế mạnh lâu nay còn chưa được đánh thức ở ngay chính quê hương mình.